kênh Bonsai Cần Thơ. Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh. Hôm nay tiếp tục về dự kiện của anh Chí ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, để mời cô chú anh chị giao lưu với cô chú anh Chí hay cô chú anh chị giao lưu một số phôi khế gân. Và anh Chí có một cây mai tán rộng lớn muốn giao lưu với cô chú anh chị. Giờ mời cô chú anh chị gặp anh Chí ha. Rồi chào anh Chí ơi. Dạ em chào anh Khánh ơi. Em chào các cô, các chú, các anh, các chị. Hôm nay em có về là 15 cây khế gân với một cây mai tàn để giao lưu với các anh, các chị, các cô, các chú. Mà trước nhất thì cô chú xem kênh, sau là ủng hộ con rất là cảm ơn cô chú và anh chị. Địa chỉ của con là ở xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại là 0907 970 827. Đầu tiên con giao lưu với cô chú với anh chị là cây khế số 1, cây khế phôi. Rồi mã số 1. Dạ. Có đánh dấu 1A gì không anh? Dạ. Đánh dấu 1A đi ha. Cởi đại gì đi anh Khánh à? Đại đi rồi. Dạ ha. Rồi cái gì nữa cô chú anh chị xem cái ngày mà trên video đó. Dạ dạ. Rồi vậy là mã số 1 đi ha. Dạ mã số 1. Ngày nào mình đăng đó. Dạ. Hồi khế gần ha. Dạ. Để con Hảo Quỳnh Thân với cô chú xem. Quỳnh Thân nó là 35 nha các cô chú. Chiều cao nó là 70 nha các cô chú. Mã số 1 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1.600.000. Rồi 1.600.000 của chú anh chị ơi. Mã số 1. Rồi đó thôi anh ơi. Tiếp theo là mã số 2. Số 2. Cây này rất là già cây nha các cô chú. Già cây mà lắc lưỡng nó cũng có duyên lắm. Có cái bệ. Cây này con không có làm mặt làm bầu. Làm gấp quá trời. Không có khai thác đế không. Mới bứng về đúng không anh? Dạ, mới bứng về hai bữa nay. Rồi. Để con đo thông số cho cô chú xem. Chương trình của anh Chí là miễn phí ship toàn quốc không chú, dạ. Cô chú chị ạ. Quỳnh Thân đó, tại vị trí này là 21 ở 27 nha các cô chú. 27. Dạ. Chiều cao nó là 75 nha các cô chú. Mã số 2 này con cũng giao lưu với cô chú với anh chị là 1.700.000. Rồi, 1.700.000, mã số 2. Giá mềm. Dạ, giá này cô chú cho dễ chơi. Giá mềm bao phí vận chuyển luôn. Rồi mình đã coi anh đây. Tiếp theo là mã số 3. Nó tay cầm sẵn luôn. Về chỉnh sửa theo ý của cô chú anh chị ha. Dạ. Yeah. Già cây, hết biết già cây. Thông số anh. Dạ. Đồ thông số. Quỳnh Thân nó tại trí này là 26 nha các cô chú. Chiều cao nó là 75 nha các cô chú. Mã số 2 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1.500.000. Ờ mã số 3. Mã số 3 1.500.000. Bao phí ship toàn quốc. Dạ, chương trình con là miễn phí ship. Rồi mình đổi coi anh ơi. Số 4. Mã số 4. Đây cũng lượng ha. Dạ. Thân cao. Rồi, cho thông số chứ.
Hoành thân con đo tại vị trí này là 29 nha các cô chú. Chiều cao là 85 nha các cô chú. Mã số 4 này còn giao lưu với cô chú với anh chị là 1.700.000. Mã số 4 là 1.700.000 đồng. Rồi mình đổi coi anh đây. Cái này anh chỉ lên lô khế, phô khế giá mềm. Mã số 5 dễ chơi. Đây là mã số 5. Lắc lượng. Mã số 5. Rồi, chắc không số anh chứ. Để con hào quanh thân như cô chú xem. Quanh thân nó tại chính là 27 nha các cô chú. 27 quanh thân. Dạ. Chiều cao nó là 75 nha các cô chú. Mã số 5 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1.600.000. Rồi, mã số 5 là 1.600.000 đồng. Rồi, mình đổi thôi anh ơi. Tiếp theo là mã số 6. Dạ hết miếng dạ. Rồi cho thông số anh chị ơi. Quanh thân nó tại chín này là 27 nha các cô chú. Chiều cao nó là 90 nha các cô chú. Mã số 6 này còn giao lưu với cô chú với anh chị là 1.700.000. Mã số 6 là 1.700.000 đồng. Chương trình con là miễn phí ship nha các cô chú. Rồi mình đỡ coi anh đây. Đây là mã số 7. Cái này có nguyên cái bệ. Cành bay nhỏ ra ha. Dạ. Yeah. Chơi cây tử được không? Dạ được ha. Rồi, cho thông số chia. Hoành thân nó tại trí này là 28 nha các cô chú. 28 hoành. Chiều cao nó là 95 nha các cô chú. Mã số 7 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1.600.000. Mã số 7 là 1.600.000 đồng. Rồi mình đổi coi ha anh. Đây là mã số 8. Nguyên cái bệ. Bệ bị thú. Đây còn hảo hoành thân nha cô chú xem. Hoành thân nó tài chính là 21 nha các cô chú. Chiều cao nó là 70 nha các cô chú. Mã số 8 này còn giao lưu với cô chú với anh chị là 1.500.000. Mã số 8 là 1.500.000 đồng. Đây có cái thẻo liền ha, kéo liền. Dạ, khế này là khế mau liền sợ ha. Khế không có sợ. Rồi, đổi phôi anh đây. Tiếp theo là mã số 9.
cần rút hết biết. Rút nhìn dài dặn. Kệ này con không có làm mặt, làm đế, làm gì đó. Con hảo quần thân như cô chú xem. Quần thân nó là 29 nha các cô chú. Chiều cao là 79. Mã số 9 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1.600.000. Mã số 9 là 1.600.000 đồng. Miễn phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Chương trình con làm miễn phí ship. Rồi mình đổi kho anh ơi. Tiếp theo là mã số 10. Cây này hơi quá quái. Cây này mới bứng về sống khỏe nha các cô chú. Cái răng này nó không có sợ, để con hào bình thân cho cô chú xem. Hoành thân nó là 26 nha các cô chú. 26 hoành. Chiều cao nó là 86 nha các cô chú. Mã số 10 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1.600.000. Rồi mã số 10 là 1.600.000. Rồi mình đã coi anh đây. Mã số 11. Đang kéo sẹo. Đi. Hình đó chủ nhà cũng cắt. Cái này cũng hồi cái đầu là cũng đẹp. Rồi, thông số anh chưa? Hoành thân nó tại chiếc này là 31 nha các cô chú. Chiều cao nó là 88 nha các cô chú. Mã số 11 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1.700.000. Mã số 11 1.700.000 đồng. Rồi đổi phôi này. Tiếp theo mã số 12. Quái trên này nè. Rớt xuống này trả lên lại. Đây này ổng sửa cái thân nó lắc lượng nhỏ. Rồi, thông số ha. Dạ, đây ổng hoành thân tại chính là 25 nha các cô chú. 25 hoành. Chiều cao nó là 81 nha các cô chú. Mã số 12 này con giao lưu với cô chú với anh chị cũng 1.600.000 luôn. Rồi 1.600.000 đồng mã số 12. Rồi đỡ coi anh đây. Tiếp theo mã số 13. Công mình chữ C. Được, hảo hoành thân như cô chú xem. Hoành thân nó tại chiếc này là 32 nha các cô chú. Chiều cao là 63 nha các cô chú. Mã số 13 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1.800.000. Rồi mã số 13 1.800.000 đồng. Rồi mình đã coi anh đây.
Tiếp theo là mã số 14. Già cây ha, già cây lắm, cây này già rồi. Thông số chưa, con nào hoàn thân như cô chú xem, hoàn thân nó tại 9 là 28 nha các cô chú, chiều cao nó là 78 nha các cô chú. Mã số 14 là con giao lưu với cô chú anh chị là 1.700.000. Rồi, mã số 14 1.700.000 đồng. Rồi, đổi phôi này. Đây là mã 15. 15. Cây đặc ha, nhìn à, bự, nhìn chắc chắn, lùng lực. Cây này chơi cái bonsai đẹp lắm. Rồi, thông số ha. Hoàn thân như cô chú xem. Hoàn thân nó tại chín này là 34 nha các cô chú. Chiều cao nó là 79 nha các cô chú. Mã số 15 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1.900.000. Rồi, mã số 15 1.900.000 đồng. Miễn phí ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. Còn mã số 16 là cây mai tàn nha các cô chú. Rồi, mời cô chú anh chị qua mình xem cây mai tàn ha. Dạ. Khá là lớn ha. Dạ. Mai tàn tàn dù. Tàn dù nha các. Tàn dù, tàn dù. Này anh mới lặt lá ha anh chị. Dạ, mới lặt lá ba bữa nay anh thấy này. Dạ. Để giao lưu với các cô các chú. Cái này ở dưới gốc nó lên, để con Hạo cái hoành thân cho cô chú xem. Dưới gốc nó lên nó thoát thân là 31. 31 thoát thân. Dạ, là nó hai thân. Nó lên khoảng 31 nữa là lên 3 thân nha các cô chú. Này là nó đúng là cái tàn dù, tàn ở trên đẹp lắm cô chú ơi. Để con Hạo cái hoành thân cho cô chú xem. Hoành thân nó còn đo tại vị trí này là 48 nha các cô chú. Rồi, cây này là con không có thay thác đế, bị có cái tàn nè, đế cũng vẫn có điều. Cây này nó nằm dạng khoảng chừng cỡ 6 nút, 5 nút. Hoành thân nó 48. Chiều cao cái này để cái này cũng hơi cao ạ. À, này cũng cả 4 mét rồi nha các cô chú, chiều cao. Cao khoảng 4 mét ha. Dạ, con giao lưu với cô chú cây này là 200 km. Nếu mà xa hơn nữa thì thương lượng bao ship 200 km. Dạ, cây này bứng bầu bự, sống cũng khỏe. Anh cho cái đường kính mặt bầu luôn nha anh. Nãy giờ không chưa. Dạ, cái mặt bầu con bứng là cái này là 72. 72 đường. Dạ, kính mặt bầu 72. Cây sống khỏe, đọt còn tươi xanh à cô chú ơi. Cây này tới Tết, ngay Tết luôn đó, ngay bông luôn đó. Bị tiết trời lạnh nè, nó nở chậm lắm. Vừa chơi Tết luôn ha. Dạ, đứng là nó không muốn ngang ngang cái đầu mới có cái tàn như cái tàn dù vậy đó. Anh đưa, khoan, anh đưa cái tay lên thử coi. Đưa tay lên. Đó. Cây này khá là cao ha. Dạ, cao lắm, 4 mét đó. Khoảng 4 mét của chú chị. Dạ. Rồi, nó lên 3 thân mà nó cũng khéo lắm. Đế nó sạc ra nở lắm mà cô chú. Sạc nở cái đế nè. Nở nó sạc nó... Để lên khoảng. Dạ. 3 tắc là nó chia là 2 thân. Dạ, lên đây chia cái 3 thân. Hai thân nữa. Dạ. Tổng cộng là 3 thân. Cây này cũng giao lưu với cô chú với anh chị là 200 km. Tiền là 13 triệu nha các cô chú.
13 triệu đồng. Dạ. Bao ship 200 km của chú anh chị ơi. Dạ. Còn nếu mà xa hơn nữa thì mình thương lượng ha anh chị. Dạ, nhưng chấp hành nặng. Dạ. Cuối clip thì con cũng cảm ơn các cô, các chú, các anh, các chị những clip vừa qua ủng hộ, xem kênh ủng hộ cho con. Con rất là cảm ơn cô chú với anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi đến cuối video ha. Cô chú anh chị có nhu cầu cái gân với cây mai hồi nãy anh Chí giới thiệu đó, liên hệ với anh Chí ha, của chú anh chị. Dạ, chào tạm biệt.